Gia đình em vừa mới về thêm hàng đai châu rừng của bản Đôn. Đây là mặt bông của nó này, rất là xinh, hoa tím trắng. Ngày hôm nay em Thảo vừa mới về thêm đai châu rừng hàng bản Đôn đấy ạ. Đó, và những cái cây này thì từ 1 cây cho đến 6 cây trên 1 cân nhé cả nhà nhé. Và giá của gia đình em bán là 600 nghìn một cân. Cô chú anh chị muốn sưu tầm cho mình những cây lai đai châu có thể là sưu tầm cho mình đây này. Vì cây này nó rất là nặng này. Và nó là hàng rừng nên là chắc chắn là nó sẽ có trường hợp nó bị lá của nó có một ít lỗi nhá. Cả nhà không thể lấy được, giống như là những cái hàng bóc chủ của nó sẽ đẹp, đẹp không có một tí vết được ạ. Đây là nó hàng rừng nên là cả nhà lưu ý khi mà mua hàng ạ. Đó, và nếu mà những cái vết như này thì cả nhà cắt đi, sau đấy là mua bôi cái keo liền sẹo liền da vào thì nó sẽ ok rồi ạ. Đó, như cả nhà đang nhìn đây nhá. Và em sẽ cho cả nhà xem những cái mặt bông của nó này. Và cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo hai số điện thoại là 0848 626 228, 0965 495 087, Lan Rừng Chu Thảo Lạng Sơn nhé. Và đây là một số giò đai châu này. Đó, em sẽ cho cả nhà xem cả những cái giò đai châu Thái nữa nhé. Đó, mặt bông của nó, mặt đai châu rừng thì nó là màu tím trắng thôi. Và hàng rừng so với hàng bóc trụ thì nó sẽ, hàng bóc trụ chắc là nó sẽ xinh tươi hơn rồi, nhưng mà cây hàng rừng nó sẽ khỏe hơn. Và rừng đây là hàng của bản Đô nên là mặt bông rất là xinh. Đó, rất là rõ nét đúng không ạ? Em sẽ cho cả nhà xem một số mặt bông của đai châu Thái. Và đai châu thì chúng ta có thể trồng vào giỏ này, ghép vào lũa, hoặc là chúng ta trồng vào cây thì đều đẹp hết này. Đó, như cả nhà đang nhìn thấy rất là xinh đúng không ạ? Đó. Nếu mà so sánh thì nó vẫn, cái hàng rừng nó vẫn là khỏe và ok hơn đúng không ạ? Đây là chính mặt bông của hàng rừng này. Đó, và em sẽ cho cả nhà xem một số mặt bông của hàng đai châu Thái. Những cái cây nhỏ gia đình em bán dao động giá dao động từ 25 cho đến 35.000. Và hiện tại thì gia đình em hàng đang trên đường về những cái cây nhỏ. Đó, những cây đai châu Thái bé nhá. Đó, như cả nhà đang nhìn này, các đợt vừa rồi thì em có bán cái đai châu Thái mà nó theo hình kép ấy. Tuy nhiên rằng là gia đình em lại hết mất rồi. Mấy bữa nữa em mà có thì em lại gửi cho cả nhà. Đó, và cô chú anh chị có thể ghép cái dòng này lên chậu, ghép vào lũa. Đặc biệt là nhiều anh chị em ghép lên trụ ở trước cửa nhà rất là xinh. Đó, và nếu mà anh chị em nào mà chưa có thì có thể sưu tầm cho mình hàng rừng. Bởi vì rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Bởi vì vừa rồi thì rất nhiều anh chị em gọi điện cho em. Và bây giờ em về được có 30 cân thôi. Và em vừa mới chốt được cho khách 10 cân rồi. Hiện tại em còn có 20 cân dành cho 20 cô chú anh chị. Và em cảm ơn cả gia đình mình đã luôn luôn ủng hộ shop gia đình Lan Rừng Chu Thảo, địa chỉ 784 đường Trần Đăng Ninh ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình ở video tiếp theo nhé.